Mày giấu gì ở đây vậy? Đồ đúng rồi. Đây gì không? Dây pin. Đi bán dây số sao không được kìa? Sợ bọn hắn nó giật á. Vậy hả? Nó có từng giật anh chưa? À. Có, lúc đi ra ngoài Thanh Bình đó, nó giật một cái. Em muốn vé nghe. Rồi, đưa đây em mua tiếp cho. Khỏi khỏi hồi nha. Rồi, cái này, mấy cái quải này là đồ cái gì anh? Máy. Máy hả? Đâu quải dữ vậy? Anh Giang luôn, nóng lạnh nè. Anh quải máy rồi anh biết hát không? Hả? Quải máy rồi biết hát không? Anh biết hát. Thôi bây giờ vậy đi, hát bài là em mua 5 tờ số. Cứ bài 5 tờ vậy đó. Anh hát nhiêu bài em mua nhiêu tờ. Hát đi. Được không? Hiểu không? Dạ, trước tiên tặng bản đi, mới mua 5 tờ tặng bản đi. Tặng bản đi trời. Ừ, tặng bài trước đi, tặng bài. Tặng bài mà chở bỏ coi. Chở anh bỏ anh hả? Nó bỏ đi đâu rồi? Sao bỏ? Cái mặn công ty rồi nó bỏ lại hai đứa đó. Hai đứa ở đâu? Hai đứa trên này. Rồi nè, tặng đi, tặng bản này nè, 50 ngàn rồi nè. Đây nè, tới em xé nữa nè. Đó, thấy không, là ba bản rồi đó nha. Ba bản rồi đúng không? Hát bài đi. Tặng bài đi. Vô, 2, 3, lấm. Vô. Để ngồi xuống không? Ừ, ngồi xuống đó. Đúng rồi, ngồi xuống hát việc đêm qua bên này đó tao. Nè, nè anh em. Bốn tấm, để chút xíu em đưa tiền. Em đưa. Rồi, hát đi. Nè, thôi em lấy 50. Rồi, lấy 50. Ừ. Em rồi lấy cái tay kia ra thổi tiền cho nhanh. Rồi em lấy có 4 tấm nha. Thôi em lấy có 4 tấm à. Anh rồi, sao lấy cái tay kia lên thổi tiền? Tay kia thổi không được. Rồi sao giấu ra ngoài sao? Ai nói vậy rồi? Ai nói vậy rồi hả? À, nói như vậy đúng hả? Cái đó là cái tiền chiêu của anh đúng không? Đấy, cái tay là phía sau. Anh quay qua cho em coi cái tay anh có bị gì anh? Quay qua coi. Này xuống trời ơi, mà cụ bị gì dữ hả? Ôi chàng, đem đồ rồi mà có gì hết chở luôn. Dạ anh bỏ thì sao rồi? Anh cởi luôn coi. Đó đi mà công ty đó. Mà sao? Nó thì đang đi vô cổng mà ăn tiệc. Rồi giờ nó bỏ lại hai con mã. Rồi hai đứa con anh đâu rồi? Hai đứa con hả? Ừ. Đứa thì đi học rồi. Đứa thì ở trong nội. Là anh bán số anh nuôi hay sao? Thôi bây giờ tặng bài đi, tặng bài, có bài nào nói gì vậy không? Làm bài đi, nãy giờ quá trời xé số rồi đó. Rồi giờ bữa nay anh tặng mấy em bài gì đây? Lâu rồi quá, mà anh nó quên. Nha, bài mấy bài. Khúc cũng được đó, khúc nhiêu ca nhiêu. Rồi. Anh hát bài gì cũng được chân á, miễn có hát là được rồi. Có hát là được rồi phải không? Ok. Rồi, hai bài vô. Ca một khúc một phần nha. Rồi, một khúc thôi. Thuộc nhiêu ca nhiêu? Chừng nào tới khúc nào hết thuộc thì mình ngưng. Rồi. Lòng gió mặt nước cánh rằng như con sóng khẽ lời trên băng đá công viên với cội thì dương ai nói tiếng yêu thương ta tiếc ngọt ngào đừng để thương đời.
nước tình chân là bốn phận mình. Quê hương mình đang từng giờ, từng giờ từng phút đã đổi thay, quên lo nhọc nhằn, lo xây dựng tương lai, nhớ mãi gia đình và đồng thâm của cảnh ấm êm. Khóc luôn ha. Hết cả anh. Cha về bà vợ hết luôn à. Anh nhắc gì giống như là gia đình anh là khóc luôn anh ơi. Tuổi ha. Tuổi là vợ bỏ đi ha anh hả? Nhưng mà anh cho hỏi thăm nè. Rồi sao vợ anh đi như vậy, anh không đi theo kêu lại? Đi tìm. Không kêu gì anh? Nhắc tới anh là hơi buồn anh ơi. Anh cho em hỏi thăm nè. Thì vì sao mà khi mà anh ca cái bài hát đó, em nghe giống như là chất chứa trong đó là nó giống như là nói về cái cuộc đời của anh đúng không anh? Dạ. Anh có thể kể sơ lại một lần nữa cho em cùng giống như khán giả hiểu về cái câu chuyện mà anh gặp phải đi anh. Dạ, đi lúc bắt đầu thì á ông cho nó đi thử cái thể đáp nó ra theo theo đồ đua đòi với sao qua gặp đất, cũng như là nó ham tiền ham bạc gì đó. Đi bỏ lại nằm mặt đêm ha, muốn chết cho rồi. Trời ơi trời, sao mà nó chua chát dữ vậy anh? Dạ là vợ anh là tham tiền tham phú phụ bằng nha anh ha. Dạ. Nhưng mà anh có giống như là lúc vợ anh đi á, là anh có làm cái gì lớn tiếng với vợ không? Không, tự tung tự tác là nó đi. Rồi là tự lúc chị bỏ đi làm rồi bỏ anh luôn như vậy đó. Dạ. Cái khi mà chị cuốn đồ đi đó, rồi lúc đó có anh ở nhà không? Thì lúc đó thì ngủ rồi dẫn dắt đâu 2 giờ sáng giật mình thức dậy là 2 đứa con nó khóc. Nó nói mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Rồi sao anh không ngăn cản lại? Nó đi nó trốn đi rồi, nó đâu phải đâu. Đi xuống dưới ha. Là nó nói anh theo tôi một hồi tôi mang bắt anh gì rồi. Trời ơi, nỗi lòng nào nói với anh dầu gì hết tình thì cũng còn nghĩa mà nói với anh như vậy luôn ha. Khi những ngày tháng mà không có vợ anh bên cạnh á, rồi con anh á nó hỏi về mẹ rồi lúc đó anh trả lời sao? Nó cũng đất thương mẹ đó. Con gái nó nói gì nè, mẹ ơi, mẹ tạo con ra thì mẹ giết cái với ông già với em con chết đi cho rồi đi. Nó đổi thờ tôi đi nhậu mà tôi không có ăn nhậu. Anh có nhậu không? Từ đó còn trai tỉnh là giờ bỏ luôn rồi chứ đâu có nhậu hoài. Nhưng mà hình như đến bây giờ anh vẫn còn thương vợ anh hay sao mà còn mỗi thương. Lần nhắc đến là anh khóc vậy anh? Còn thương. Còn nữa hả? Mặc dù biết vợ mình là ra đi là theo một người đàn ông mới và không có hề ngó ngàng đến cha con của anh, nhưng mà anh vẫn còn thương luôn. Không, tại vì cái hôm đó là cứ hỏi đàng hoàng thì bên bà con vợ
bà nói đây tính lấy con bây giờ cũng còn nằm nói còn thương tới khăn lên đồ bạc luôn đánh còn thương à. Nếu như mà bây giờ á mà vợ anh xem được cái video này nè, anh có lời gì muốn gửi đến vợ anh không? Thì mong sau này cho nó về nó ấy là sinh hợp với gia đình đầu đủ rồi. Vậy là anh cũng chấp nhận vợ anh về đó. Trời ơi, anh có lời gì muốn nói với vợ mình không? Nói riêng với vợ mình á, anh cứ nói đi, có thể là biết đâu được vợ anh sẽ nghe được lời anh nói. Về đồng ý tha thứ cho nó. Nó ở trọn đời tổng kiếp xung thủy với hai đứa con, với chồng. Còn những cái lỗi mà chị gây ra rồi sao anh? Bỏ hết. Anh sẵn sàng bỏ hết luôn hả? Dạ. Gạt đi hết, làm lại từ đầu luôn hả? Dạ. Trời ơi, trời. Anh cho em hỏi thăm nè. Rồi anh đi bán vé số thì nó đã cực khổ rồi. Rồi tại sao anh quẩy nhiều đồ như vậy với anh? Quẩy máy móc thật cao, có tâm sự buồn, bật máy lên cho nó kè. À, như vậy là anh mang theo cái tiếng hát để mà mình vừa lắng nghe rồi vừa nhớ lại cái chuyện cũ nghe nữa. Dạ. Anh ơi, thôi như vậy đi. Vừa rồi á, em nè, cũng như là cùng với quý khán giả á, nghe được giọng ca của anh á, rất là hay luôn. Nhưng mà chỉ mới nghe được một, giống như là một đoạn thôi, là anh cảm động á, rồi anh lại ngừng lại á. À, thôi bây giờ anh có thể tặng một cái đoạn nào cho em cùng với quý khán giả trong ngày hôm nay nè, cũng như là mấy anh em á, được nghe lời ca cũng như là cái tâm sự của anh không? Dạ, vậy xin phép anh tặng một bản nhạc ha. Dạ. Bản nhạc ha. Bản nào cũng được. Bản dạ. Nào cũng được. Dạ. Tôi kể người nghe đời lãng giả điệp một chuyện tình cay đắng lúc tôi còn thơ đôi bóng hình cầu bi nên chép thành bài ca nàng sống mà tìm nhớ đã chết chuyện bóng cô đơn thôi phải cho tàn nếu quyên không thành thì bởi lan đất tóc áo thân cửa tử bi. Chàng ơi chàng, cảm động cảm xúc hơn. Thưa khán giả, thật sự mà nói đó, không có cái chữ buồn nào mà có thể diễn tả về cái nỗi buồn cũng như là cái tâm sự mà người đàn ông này đang mang trong lòng quý khán giả. Thật sự mà nói nhìn anh á giống như là một cái sự cô đơn nó đè nặng lên anh mỗi ngày quý khán giả. Chàng ơi chàng. Thôi bây giờ như vậy anh ha. Để mấy anh em á sẽ gửi tặng cho anh một chút cái gọi là cái duyên của mấy anh em nha, gửi tặng cho anh ha, để anh có thể mua một ít thức ăn cũng như là nước uống anh ha. Dạ dạ.